Alo, xin chào các bạn, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là đã là 9:21 giờ hơn rồi. Hôm nay mới có dịp là đi xuống một khu vực ở dưới Đồng Nai. Tôi thui không? Mình sẽ chia sẻ một cái khung đường này mà rất hiếm khi nào mà có dịp đi. Khung đường này là nó vắng. Giờ này là không còn một bóng người nữa, nhưng mà con đường rất là đẹp. Tối, rất là tối luôn. Mình nhìn đi. Thấy không? Thấy hồi hộp không? Đèn là nó sáng, là không có một bóng người luôn. Mà hôm nay là ngày ấy mà cũng tối ghê. Rất là tối. Đây là một cái một huyện của tỉnh Đồng Nai, khu vực mà khoảng giữa đi đi Đà Lạt á. Nếu mà ban ngày thì bình thường, nhưng mà có dịp mà để mà đi đi buổi tối trong cái khung đường này á, là cũng rất là hiếm khi nha. Mình sẽ chia sẻ một đoạn đường này không có một bóng người luôn. Này đi một mình là coi như là rất là ám ảnh đó nha, không có đèn đường. Và hôm nay lại là một ngày rất là tối. Hôm nay sau ngày 15 mới không có trăng ta ha. Đây là không có ánh trăng. Ở hai bên đó là trồng chuối, rồi có thanh long, rồi có đủ thứ. Nói chung là để ngày mai mình sẽ có mấy cái cây ở đây, cái cây nó ra trái sum xê luôn, cây vú sữa hay là cây mít rồi này kia đó, trái ở đất cái xứ này sao trái cây trái quá trời luôn, nó chịu. Con đường này bằng ngày mình sẽ thấy nào, tôi thui thấy chưa, đó tôi thui luôn. Bằng ngày mình sẽ thấy nào là chuối nè, mít nè, rồi điều nè, sầu riêng. Đó, đường này rất là thích luôn á. Đường này cách khu này là cách thành phố khoảng hơn 130 cây. Đó, đi khoảng chừng trên dưới 3-4 tiếng á là sẽ tới. Có dịp đi công việc ở trên này nè. Đó. Bây giờ là có dịp là đi cái đường này là một đoạn đường, chia sẻ một đoạn đường vào một buổi tối. Này một mình mà đi bộ chắc là rất là cảm xúc nha. Đi bộ chắc không dám đi đâu. Gần đường ban ngày thì thấy cũng nhà nhà, như buổi tối cái cây nó che khuất à, không thấy nhà gì hết trơn á. Đó mà không. Ở phía trên đèn là mình buổi tối à, nó không, mình không có thấy được. Đó. Đèn pha mình cũng chỉ là thấy cái phía trước mình thôi, nhưng mà phía trên đó là nó tối thui, nên là các bạn chỉ thấy rất là ít. Thử tắt đèn thử coi. Ôi đó, ở đây được có một chiếc xe Honda phía trước đó. Người ta kêu mình là đừng pha sẽ không có thấy đường đó, không có người thì mình pha lên nè. Chỗ này là dốc lên nè, cái nhìn thấy đường nó rõ hơn nè, không dốc lên thì nó rõ, cái đèn nó bị chết lên á. Cái đoạn đường này mà đóng phim ma thì thôi hết sảy á, nghe tối lắm. Vậy cái đèn là mình chỉ thấy một cái khung vậy thôi, nhưng mà khi mà không có đèn á, ra khỏi chiếc xe mà tắt hết là nó tối. Thank you.
đây tới ngã ba, ba sẽ quẹo trái. Mai mà đi ban ngày mà có cái cảnh nào đẹp mình sẽ quay chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Đây là một cái khu vực rất là đẹp, rất là nên thơ. Rồi đoạn đường này cũng sắp hết rồi, chuẩn bị ra cái đường lớn rồi, cũng không có thu hút, không có gì cảm xúc bằng ở trong này. Thì mình xin tạm dừng ở đây nghe. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ ấm áp. Rồi bây giờ là chuẩn bị ngủ đi nha, uống một ly trà gừng nè, hoặc là ai mà có bị sổ mũi này kia thì mình xông đi ha, mình xông gừng với lại xả đó hay là tỏi đó, rồi mình ngủ cho nó ngon. Rồi bye bye, xin chào tạm biệt.